Trước đó con này nè, này trước đúng không? Quá trời nhiều luôn nè. Rồi bắt con này nữa đi. Ủa con để cho nó đúng cái đã. Ok. Ui dính quá, bỏ vô. À, đứng lên chặt các bạn coi, ngó lên mặt coi coi. Chào bạn. Đó, súng găng cái cười, găng súng cái coi. Mới nhổ găng các bạn ơi, bọn em mới nhổ găng. Trời ơi, nó nè các bạn. Quá trời, đừng bắt như đây thôi, không bắt nữa đâu. Bây giờ đi so thì nhiều lắm. Còn không? Nó ở dưới này nè, nó chui dưới này nè. Trời ơi, vô trên này quá trời luôn nè các bạn ơi. Thôi trên này không bắt đâu, dơ lắm. Ở trên này không bắt đâu. Cho nó xuống này ăn đi. Ừ, ghê quá. Mày coi nè mẹ. Nè mà coi nó chui vô luôn. Thôi đúng rồi, bây giờ mình bỏ vô đây. Mình bỏ vô đây cho nó ăn đi. Cho nó ăn dưa nè. Không, để con bỏ nó ra. Ừ. Không một. Nè ba thả nó vô đó cho nó ăn đi ba. Đổ nó vô đó đi. Thả vô hết đi, đổ vô. Ơ, nó vô kìa mà. Ừ, thả vô. Cho nó vô đi, cho nó ăn đi, cho ăn rau nè, đó, ăn rau đi. Ừ, mấy con này đang ăn rau nè. Ừ. Nè. Không, không gọi nó ăn gì hấu. Ừ, nó ăn gì hấu. Bị không? Con này bị không? Bị. Nó cầm không nổi luôn. Ừ. Này các bạn bị không các bạn ơi? Trời đất ơi, nhầm mình cho nó ăn ăn dưa hấu rồi. Ừ. Cho nó ăn gì không đi. Rồi. Cái bè có ốc nhỏ này nó. Hai con này đang quấn. Mẹ ơi mà mẹ cái này có ốc em bim hả? Ừ. Dạ, dạ con ốc em bim của nó. Bắt cho nó ăn đi. Cho nó ăn đi, để ngoài không có gì ăn hết trơn. Bỏ vô đó, bỏ vô hấu, cho nó ăn gì hấu. Cho nó ăn gì hấu nha các bạn. Để tội nghiệp nha các bạn, này nó đói nha các bạn ơi, để tội nghiệp lắm nha các bạn. Hay. Con này nó ăn nè, nó ăn bụi cho bá luôn. Ôi mẹ. Rồi thả nó đi, để nha, để đi, con, để nó tự bò nè. Đó, mình cho nó ăn. Ừ. Bỏ ăn cho, bắt cho nó ăn. Thấy bạn giỏi không các bạn? Này có em có ốc nhỏ nữa này các bạn. Ừ. Thì có ốc đi nè. Còn hai con nhỏ xíu với con vừa vừa. Rồi bỏ vô đi, cho nó ăn đi. Mình bỏ vô cho nó đông vui. Ừ. Đúng không? Ừ. Nên mình để cho nó có người nó vui. Tao ngước mặt lên chào các bạn coi. Chào các bạn. Đây nè. Thôi vô đây nè, con này nó bự này cho các bạn, con này nó ăn nè. Nó ăn dưa hấu nó bự chà bá luôn. Thôi tới đây bye bye các bạn nha, các bạn bấm like cho ba ăn cái nha. Bấm like cho ba ăn cái nha, bấm đăng ký kênh nha các bạn. Để ba ăn có động lực làm video cho các bạn coi nha.